ティモティ、ティモティ、はーい、アイムジャパニーズ、アンギモティ、アンギモティ、ハロー、ティモティ、ハロー、グッドアフタヌーン、ロー、グッドイレブン、グッドイレブン、phòng học lớp sáu tôi đặt tôi học cái chỗ nước anh nước ý được rồi nhé ever hey man do you hear me ấy sao giang đen chứ hả có thật à ấy fuck you là cái gì anh em thầm nghĩ với chưa đẹp á hả đẹp giỏi á mà câu thì tiếng Anh nó nặng còn tiếng Việt nó nhẹ đúng rồi đủ má rồi đó à đúng rồi Việt Nam mình là đủ má là giỏi vậy như ai xuống đây anh em ơi xuống đây luôn 1, 2, 3 nhảy lên ông kia chưa nhảy rồi nhảy luôn rồi tôi đã báo trước rồi đây là sự thay đổi của anh em một thằng sau lưng là hai ông ấy nha đấm móc á hai đấm móc giỏi đấm móc thẳng một tim luôn đó đừng nói một thằng một tim hai tim ông nhìn hai thằng thứ này một thằng này sâu rồi nè có năm thằng rồi nè vô nhà nào đây tôi vô hai nhà bự ở giữa để yên rồi tôi nghĩ nên vô mấy nhà gần nhau ok được cụ đeo lao đào được luôn á mấy được sao có thằng trước mặt mình ta mình vô trước nó mà coi chừng ăn đạn nha chạy đi lên đi có cái cây lịch nè kia không có súng rồi lấy cây lịch à ngon thế giới thật là tốt với mình rồi tao đủ vũ khí luôn rồi đó tôi cũng đủ rồi đó tôi mới ra thịt cân rồi cân đó tôi quá sạch cân rồi sạch cân nha anh em sạch cân là nhiều vô solo sạch cân là đỉnh ông hỏi kia thật là người gì hỏi cái ông kia không nghe á thôi đừng hỏi không ai vui quá ông không có trả lời nãy tôi hỏi rồi mấy người chẳng là thường vậy đó má không bận được vậy chạy chú phòng hai vô quê điện thoại Nokia qua kìa có K98 không nên lấy không lấy đi. Ai có súng bắn của tôi từ cây nhà có súng bắn kêu tôi qua lấy với mày má bao ba đồ mà không có súng nếu có sạch gân nè tôi có sạch gân rồi mà nó cầm bao ba không có súng nhục quả ấy đã không có đồ ơi. bên đây bên nhà tôi nhà nè ai con nó không lấy con nó mà không lấy phải nồi đâu đâu tôi đổi rồi không có qua đây không có qua đây không ạ đang chạy sẵn đít nè tôi đang chạy mà sợ tao tôi ăn viên đạn rồi ờ gì quay lại đập luôn đồng đội anh em vẫn là sau lưng mấy cái gió cửa không được đâu đâu súng đâu ông ơi
Ờ, ngon rồi. Không có đạn 76 lại cầm AK nè. Tôi có đạn mà không có đạn á, tôi không có đạn gì luôn á. Nghe mày không? Ba chưa có về đâu. Hướng SW có hai thằng nha. Go 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 go, đi 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 đi. Hù. Hết hồn. Giật mình vãi. Cái đâu mày ăn ý á. Ai, cầu thang này tao thấy mở cửa, đứa nào đây? Không, nhà nó lút rồi, nhà tôi lút rồi. Có cài like không ơi? Đây. Ủa, sao cài like được sao nó 5 hả? Thôi tôi không cần đâu. Không cần thì tôi lấy đạn. Cho tôi đạn quá, cho tôi đạn quá. Để tôi có đạn luôn. Đây, qua đây tôi đưa cho. Tên mô. Chỗ tôi. Chỗ tôi Lên phát đẳng, À, cho tôi sạc ra đi. Đó, đây nè. Tôi bên sạc ra đi, cái này M16 bắn cùi quá. Đúng rồi, M16 bắn chán lắm. Ông đâu rồi? Đang chạy qua nè. Từ đâu? Ăn cái con thấy nhau gì vậy? Đây. Rồi đi. Mày mời cái ông này nhặt súng ngon quá. Vậy ông có K98 hả? Hay sạc cương á? K98, giờ tôi cần X4 hoặc X8. Bò vòng mình ở đâu hả? Ồ, vòng ở kia. Hồi chạy kịp. Hai phát đi tàu. Vậy mà đéo thấy thằng nào ta. SKS ngon. AK kìa, đạn AK kìa. Đâu vãi mấy nhà nè, ai út vậy hay là tụi nó? Ê, tôi mới hồi nãy tôi nói là có thằng bên hướng S, bên hai nhà xanh đó có người nha. Ủa, tôi vô cái nhà xanh, tôi đây trong nhà xanh luôn nè. Không, cái nhà xanh kế bên ông á. Nào, tôi đang lạc trôi rồi. Cái mái xanh đó hả? Cái tường màu xanh nè. Đâu nhà đó hả? Nhà đó hả? Có người á. Đâu thế nào đâu? Đây rồi, trước kìa, từ giờ trước ạ. Ui, đây không có. Đâu? Nãy tôi thấy nó chạy qua đây mà. Ê, hey, trong đây có không? Kiểm tra đây. Để phát hiện. Ông ơi, ngoài đây có xe nè. Rồi, tôi thấy tụi nó. Ở đâu? Kìa, hướng S. Hướng S. Rồi, xe nó chạy rồi. Cúp xe nó. Bụi. Cái gì? Rồi, thấy nó nữa kìa. Oh yeah. Nó đang qua hướng ông á nha ông Linh. Nó lấy xe nha. Bắn đổ xe nó luôn. À, hết đạn. Cái bọn này đục cửa chúng mày. Go, kiếm xe đi chứ. Lấy xe rồi. Xe nó xì khó luôn rồi. Ê, nào bắn mình hả? Thằng nào bắn mình hả? Không, có đâu, ai bắn đâu. Kiếm thuyền.
Ông cầm lấy máy không Phong? Red Dot, Holo chứ. Vãi. Red Dot. Holo chứ, Holo. Nó ngừng xe bên hướng bên kia rồi nha. Thôi chạy anh em ơi, chạy kiểm tra nó. Chạy đi, xe nó hư rồi, chạy đi. Ê. Tôi bắn. Ở đường bơi thế. Bơi lâu lắm ơi, đừng sai lầm khi bơi. Cơ thể ông luôn, vòng bo vậy mà ông bơi lại sai lầm rồi đó. Trời ơi, xe nó hư, nó giục xe nó chạy như kiến. Sướng vậy nồi. Dầm lượt xe mình đi. Ừ. Xe nó còn chạy được mà. Ừ. You may have widow new star. Thì nó tí kìa, nó kìa, nó tí kìa. Ấy để cái thằng đồng đội mình mới nói gì á. Tôi mới nghe. Lòng tiếng đi anh em, ai lòng tiếng giỏi lòng đi. Tôi kém lắm. Tôi chỉ vài từ. Tôi nói vẫn có đứng đằng trước đó nha, tôi nói vẫn đứng đằng trước đó nha. Vậy luôn hả? Ừ quá. Thì nó cam mình, để mình chạy vô vòng nữa. Để tôi nhắm đó. Chạy rồi, nó chạy lên cái nhà đó đó. Nhà nào? Cái nhà bự trước mặt, chỗ chiếc xe đó. Giờ mình để dưới biển lên bắn luôn nha. Có thấy thứ nào đâu. Sao nó không bắn mình nhờ? Tiết kiệm đạn à? Thế nó không có súng chứ, để nó nghèo súng. Thôi chạy ông ơi. Nó biết mình sẽ vô vòng tại vì nó thấy mình phải căng nó nha. Thì thế nào nó cũng ở trong vòng nó cam mình à. Ừ. Nó phải nhắm đó, anh em cẩn thận. Mình sao nó không bắn mình pin nào tại? Ông chạy đây kiểu Rocky Boy. Nói rồi, nó chạy, nó dụ mình mà. Hiểu không? Biết đâu mẹ tại BD chơi nó không muốn xả súng. Có lẽ vậy. Có khi thầy tu chơi không muốn giết người. Thầy tu chơi game này là không bao giờ win luôn. Thầy tu là chết liên minh luôn á. Xe nó còn chạy được á. Còn được, mới khó trắng à, chưa đi nào. Chạy không? Đi xe không? Đi. Anh em ai muốn đi? Đi. Rồi lái. Lên. Ôi kìa, đến lên rồi. Mới xảy ra rồi. Giờ mình chạy, đường vừa, ngang lại nó mới tức. Kia. Không, nó gài mình á, chiếc xe sắp nổ rồi. Tí nữa gặp nó bắn cái xe nổ. Này là hai phát người xe mới nổ. Fuck you. Ông nghe nó bắt không? Chị nhớ Việt Nam BT rồi. Bếp răng Việt Nam đó.